to live in a prison. Why did we start from scratch again, and why did we decide to open this business? Bản thân mình, khi mà bây giờ mình đang làm công việc hiện tại, bây giờ cũng là đang tự đấu tranh với chính bản thân mình. Mình đang vượt lên chính bản thân mình để mình trở thành một người như thế nào. Rất rất nhiều người ngoài xã hội, họ cho anh em ra dưới giang hồ, người ta vẫn chưa chấp nhận mình ngồi live stream để bán hàng. Họ cũng chấp nhận cái hình ảnh đấy, và họ vẫn cứ muốn là mình vẫn cứ phải là một cái tay anh chị, một tay giang hồ ở ngoài. Thế nhưng mà bản thân mình làm sao mình nói là mình đang phải đấu tranh chính mình, là tự mình phải đấu tranh với chính mình phải từ bỏ các mối quan hệ đi, từ bỏ các sự cám dỗ đi để mình trở về với công việc này. Tức là bởi vì mình đã suy nghĩ rất nhiều khi mình ở trong công trạng, mình đã suy nghĩ rất nhiều là đến khi mình trở về đến với xã hội, mình sẽ phải làm mới lại con người mình bằng cái công việc lương thiện này. Và chính hiện tại đến giờ này đây, khi bạn hỏi mình câu đấy, mình vẫn đang gặp rất nhiều các cái sự dèm pha, các cái chưa đồng ý lắm với cái hình ảnh của mình hiện tại, và họ vẫn đang muốn mình quay về với con người ngày xưa. Nhưng mà không có chuyện đấy, mình vẫn sẽ là chính mình.